Hello. Mẹ hả? Con đây. Dạ dạ. Chào các bạn nha. Hôm nay mình lại gặp anh Thân nữa. Lần thứ hai mình lên đây mình gặp ảnh nha. Và hôm nay thì mình cũng muốn hỏi thăm ảnh một chút xíu là bây giờ cái chân của anh đỡ không anh Thân? Dạ, đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều hả? Sao bị đau cái chân vậy? Không biết sao nữa, giống như là bị tấp khớp luôn. Anh bị đau hai bên luôn hả? Đau hai bên. Bây giờ đỡ rồi. Nhưng mà còn anh kể mỗi lần nó đau, ví dụ như là bây giờ mà trời mùa đông nè, mà nếu mà nó đau như vậy á, rồi á, anh dùng cái gì mà nó hết? Không dùng gì hết, ráng chịu. Chứ anh không có thuốc đau nhất hay là không có thuốc, có dầu nóng hay là cái gì không? Không có mấy cái thuốc men gì hết. Nhưng mà thuốc Tylenol anh uống được không? Được chứ. Kỳ sau em lên em sẽ mang cho anh một ít thuốc Tylenol để mà uống cho nó đỡ đau nhất cái chân. Với lại hai cái bàn chân, hai lòng bàn chân đau. Lúc sang Mỹ cũng khoảng 22 tuổi, 23 tuổi, năm 91 đi học nghề rồi ra trường làm thợ hàng rồi cũng làm việc vài ở Bà Triệu Bang. Anh qua đây 4 người là ai? Là ba má anh hay là gia đình? Có ba với má với lại đứa em trai. Ba má anh bây giờ ở đâu? Ba thì mất rồi, còn mẹ ở Spokane. Còn mẹ ở Spokane. Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? 80 mấy rồi. Bây giờ mẹ anh là ở Spokane đúng không? Rồi mẹ anh bây giờ ở với ai? Thì ở với đứa em trai đó. Thì mỗi năm thì cũng về thăm, năm nay không có về, không biết có bị gì không. Bây giờ anh có số phone của mẹ không? Như có mà không nhớ rõ. Lần cuối anh gọi phone nói chuyện với mẹ là bao lâu rồi? Cách đây cũng khoảng 3 tháng. Khi anh đi như vậy nè, anh có nhớ gia đình không? Nhớ, nhưng bây giờ biết làm sao, bây giờ vô cái hoàn cảnh này rồi, vô cái thế này thì chịu thôi. Mẹ anh có biết là anh đang bị vô gia cư không? Chắc có lẽ biết rồi. Việt Nam là giống như có còn gia đình nào không, hay là anh em nào không, hay là hết rồi hay là? Có con chứ, còn hai người, một người chị với lại một người em, họ có gia đình nhưng không có đi chung. Rồi bao lâu rồi anh không có gặp và anh không có nói chuyện về đó hay là làm sao? 29 năm rồi. Gặp là chưa gặp là 29 năm, còn khi nói chuyện? Nói chuyện như khoảng 4 tháng trước, tình cờ lên Facebook đó, rồi gặp nhau. Vậy hả? Vậy là cũng có gặp qua Facebook, nhưng mà em nghĩ chắc mấy người đó không biết anh hiện tại bây giờ đang lang thang như vậy phải không? Chắc không biết đâu. Mọi người thấy tội nghiệp chưa? Có nghĩa là gia đình vẫn cứ tưởng đinh ninh. Ở bên Việt Nam là cứ tưởng đinh ninh là anh như vậy ra. Thật sự đó, rất là tội nghiệp nha mọi người. Nói chung thời thế và hoàn cảnh, cái gì nó cũng có một cái bước giống như là trượt chân. Gọi là trượt chân, khi mình trượt chân mình ngã. Nhiều lúc ngã nè, ngã nhẹ thì nó mình dậy mau được. Mà mình trượt chân mà nặng á, thì mình phải mất một thời gian, thì phải có người nâng đỡ thì mình có đứng nhanh lên được. Còn nếu mà mình mà té nặng quá mà không có ai giúp đỡ thì thật sự đó là một sự là rất là lâu bình phục. Thì mong là mọi người nếu ai có thời gian và giúp đỡ thì sẽ giúp cho anh nha. Khi anh đi con lai anh qua đâu ở trước? Anh đi qua Phi Lục Tân. Ở Phi Lục Tân. Ở bao lâu ở Phi Lục Tân? 7 tháng. Ủa, 7 tháng luôn hả? Của con lai mà qua tới đó cũng phải 7 tháng mới được đi à? Đúng rồi, 6 tháng nhưng mà tại vì lúc mới bước chân vào nước Mỹ anh thấy cái nước Mỹ nó như thế nào? Rất là đẹp, rất là thích. Nhưng bởi vì bây giờ kể cái chuyện gia đình bây giờ buồn chán quá, không muốn. Chuyện gia đình thì bây giờ nếu như mà chuyện như vậy anh có thể có đường nào giải quyết không? Cũng chưa biết nữa, không biết sao bây giờ, bởi vì không có về được, không có về nhà, không có về. Bây giờ anh gọi phone xin lỗi vợ rồi. Không được, gọi thì tòa nghe số điện thoại là tháp cái phone nghe được là cũng là khi mà phía bên bên kia cancel thì mới được. Giống như anh vợ nó lên xin tòa xóa bỏ cái gọi là protection order. Nếu mà anh ở tới gần vợ cũng không được, mà gọi cũng không được, không cái đó là tòa qua đã... trung gian cũng không được, còn qua trung gian không được luôn. Đây, ví dụ như bây giờ chuyện nó đã xảy ra như vậy mình không có thể nào thay đổi được thì bây giờ mình tự đứng lên một mình đó nha anh. Được chứ. Mình còn có mẹ mà. Ừ. Thì bây giờ mình cố gắng đi, rồi mình làm lại cuộc đời. Thì chắc giờ già rồi cũng không biết làm gì được, không biết làm được bao nhiêu, nhưng mà kiếm chỗ ở, rồi có công việc nào làm part time, rồi làm lái ra, xin thêm tiền trợ cấp, rồi đóng vài 20 năm rồi cũng còn muốn sống 20 năm, 10 năm, 20 năm đúng không? À, nếu mà đây, ai nếu con người mình mà ai cũng phải muốn sống chứ không? Phải coi cầu tiến. Dạ, chắc cũng không có gì nhiều để nói, thì chỉ nói là chắc nếu mà họ tha thứ được thì tha thứ. Mình cũng muốn cố gắng quay lại, không biết là có được hay không. Cái đợt vừa rồi mất việc tại vì mình xin nghỉ công việc làm năm ngoái 6 tháng rồi nghỉ tại vì chuyện gia đình. Anh thân muốn gọi phone để hỏi thăm mẹ, tại vì mùa này cũng là mùa ngày lễ nha các bạn, cho nên cũng nhớ mẹ để gọi hỏi thăm mẹ ha. Hello mẹ hả? Con đây, mẹ khỏe không? Mẹ đang làm gì vậy? Con không có điện thoại, mấy cái điện thoại con mất hết rồi, con không gọi mẹ được. Không sao đâu, không sao đâu, anh cứ nói thoải mái đi, cứ nói đi. Nhớ mẹ thì cứ nói đi, không sao đâu. Thì, mẹ đáng nha, chỉ dành khỏe đi, con sắp xếp nếu được thì con mới về nha. Yeah. Thấy không, anh nói là anh biết là anh vẫn nhớ mẹ, thấy không? Thì anh gọi lên mà anh nói hồi hộp có nghĩa là anh nhớ mẹ rồi. Bởi vì mình là đứa con mà giống như không có được cái đó, mình cũng ngại ngùng đúng không? Cũng khó chịu, thương vậy. Khi gọi mẹ nghe tiếng của mẹ mừng không? Đạp không? Mừng không? Mừng đó ha. Nghe mẹ nói chuyện được. Chắc mình lấy ít đồ với lại ít nước cho anh rồi, cho anh thêm 5 đồng để có gì anh xài để. Ok thôi bây giờ tụi em nhớ nha, lấy cái tiền này mua đồ ăn nha anh Thân. Đây em ấy không có gì cứ tặng anh thêm rồi có mua cái gì trong cái lúc này không thêm gặp hai vợ chồng nó rất là được. Nếu mình nghĩ mấy bữa trước nếu không gặp chắc cũng mình đi xuống chứ không có đi lên. Không sao rồi, cảm ơn anh. Có nghĩa là gặp tụi em là cái tinh thần lên hả? Vậy đó hả? Nước còn okay. Hả? Vậy thôi bây giờ tụi em đưa cho anh một ít bánh với này. Nước còn hả? Thì không cần nữa hả? Ok. Cảm ơn nhiều nha. Không có chi đâu. Và bây giờ mình cũng lấy một ít bằng người bạn này chip để cho cái anh này. Ok. Hả? Bé về ơi. Oh my god, bé về. Oh my god. Lúc ăn xong nào bé về. Oh, bé về. Mọi người ơi có nhớ cái anh em bèm này hôm bữa, bởi vì tối hôm bữa mình anh đội mũ đó là mình không có thấy. Mình giúp anh đổ rác với lại cho yes, anh đồ ăn đó. Help you bring the garbage. Nhớ mình đó các bạn ơi. Happy to see you. Bam Bam, you look so handsome. Yeah, today that's why I don't recognize you. I decided to come out today. Oh wow. Okay, bye Bam Bam. Good to see you, okay. Cái anh Bam Bam này dễ thương lắm đó. Hồi bữa tụi em giúp anh đổ rác. tụi em nấu đồ ăn cho anh ăn đó. Ồ vậy à. Tại lúc đó em chưa biết anh, cho nên em nấu mì xào nè, cơm chiên nè, rồi chả giò. Em đem lên cho ảnh. Tụi em đi đây giúp nhiều người lắm, cả Việt Nam cả Mỹ luôn. Ồ vậy à. Dạ lúc bên đó kia cũng có cái mấy người Việt Nam đó. Ồ vậy hả? Cái lều của anh Việt Nam mình đó. Ồ bên đó là có lều đây đây ấy, thêm nước để giống như là anh cho thêm ai thì cho ha. Cảm ơn. Rồi có gì tụi em quay lại giống như là anh nói là anh cần cái gì, cái bếp hả, phải không? Dạ, cái bếp hoặc là rồi cái gì, cái nồi hả, cái nồi nhỏ ha. À, ok. Nồi nấu cho nó mau sôi nước. Ờ mỏng mỏng nấu cho nó dày quá ra chịu trên nồi. Ờ có nghĩa là cái nồi mỏng đó đúng rồi hả? Nồi mỏng luôn. Nó rất có lý. Thấy không? Anh nói là nhiều lúc mình không có để ý cái chuyện đó. Nếu như ở nhà cái stove ở nhà thì điện nó lo mạnh hơn. Mạnh hơn. Nó lên sạc ga thì rồi dày quá đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, rồi thôi anh nghỉ đi. Lấy đi nghỉ, có gì em. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Không có gì, không có gì. Cảm ơn chị Vân nha. Không có gì. Dạ. Rồi rồi. Ok, thôi nghỉ thôi nha. Hai người không biết có đạo không? Có, đạo Công giáo. Tụi em đạo Công giáo. À, rồi cảm ơn. Còn anh cũng có đạo Công giáo hay sao hay là tên là thì cũng là một chúa. Dạ. Dạ. Nhớ công thì bây giờ thì bỏ chúa đi vòng vòng mình đi chơi chứ. Ừ. Lúc trước có đi Nhật rồi. Ok thế thôi cũng phải nhớ tin tưởng cầu nguyện nha. Dạ. Để ơn trên mới ban xuống cho mình có cái sự quyết tâm.